Cái đó là cái mục tiêu của cả Forum. Ok, có một cái rất là quan trọng, đó chính là cái việc mình bị tròn vai các bạn. Anh cắt cái giá 50, tôi trả anh 50, thì anh làm đúng 50. Anh cắt cái giá 100, tôi trả anh 100, làm đúng 100, vân vân. Vậy thì đâu có gì đâu phải nói. Vậy thì không có cái gì để mà người ta phải giới thiệu người khác cho mình hết. Không có lý do vậy. Các bạn phải làm sao để cho khi mà các bạn thực hiện xong, ngoài trừ cái việc người ta trả cho các bạn như đó, mà người ta còn sẽ rất là vui và rất là vinh hạnh khi mà người ta giới thiệu cho bạn bè của họ về bạn. Các bạn nên làm hơn cái khả năng của mình. Các bạn nên làm hơn cái vượt ngoài cái khả năng của mình. Các bạn nên làm nhiều hơn cái mà các bạn được trả. Thì các bạn sẽ biết cách để sau này ông này làm chủ, ông này làm chủ. Thì các bạn sẽ biết cách được để mà các bạn làm cho nhân viên của mình được như vậy. Hãy làm cho cái nghề đó đi lên thì bạn sẽ đi lên. Hãy làm cho cái nghề đó được nhiều người yêu thích thì bạn sẽ được nhiều người yêu thích.